sẽ tiếp tục cuộc chiến của ầm mông ếch và vũ trụ quái vật. Slenderman, hmm. Theo mình biết là con Slend cái cái nhân vật Slenderman này cái thực thể này không có hại người thì phải mình phải làm gì nó nó mới bắt đầu hại mình. Thôi miên sao? Thôi miên sao? Đi theo tao. Oh no! Gì vô bắn ta liền vậy? Ở à, đó 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 đó. Slenderman hay dở là có những cái xúc tu này nè mọi người Nó nhìn mấy cái xúc tu đằng sau nhìn Nhìn đúng ghê luôn, nhìn kiểu mạnh mạnh á, kiểu nhân vật Rồi xong Còn một thằng cuối nữa HẸN nữa à, Cái thực thể này Ồ oh. Ô. Oh. Cái này là chuyển qua SCP rồi Mình không biết cái vũ trụ này như nào nha Nhưng mà Ủa oh. Sao sao mày, mày chơi kỳ vậy, mày tạo ra một cái Oh no Đập bể luôn Rồi bây giờ làm sao thoát khỏi nó đây Hả Rồi Ép nó Ép nó vô trong luôn Tông nó Đúng rồi Oh no Xe vậy mà không bể hả à? Vô lý oh, Bên trong còn cái cái đầu cưa nữa Trời ơi mất cái tay rồi à kìa Một cái nữa Còn bốn cái Còn hai Hai cặp tay Thôi xong Thằng màu xanh lá đã đi nó có sức mạnh kiểu trọng lực luôn mọi người. Nó 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 gồng lên một cái mà chiếc xe nặng cỡ này mà nó còn bay lên được nữa. Ê, nhưng mà vô lý nha. Tay súng rồi cái 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 máy cưa nó không bay lên là sao? Ồ, xong. Ok. Được, được, được. Rồi dính tường luôn. Đau hầm, đau hầm. Tông nó, cưa nó Oh no Ủa, sao nó nhiều tay quá vậy? À, à không không Nó quên à, hết rồi đó nha Cái tay cuối cùng Rồi hết tay rồi hết tay rồi Bây giờ bắt đầu một sức tu lại này Oh no Một thằng sẽ phải đi Không biết là thằng nào thôi Ok Kết liễu Nó đã chết rồi vẫn như thường lệ sẽ có một chú bé nào đó màu đỏ xuất hiện đúng không mọi người Đấy! nó kiểu giống như là kiểu cái bạn múc tô cơm xem thường ngày và tới cái đoạn này là chắc chắn sẽ có một thằng nào đó màu đỏ nó xuất hiện và nó nó sẽ làm làm nền cho mấy thằng còn lại <laughs> ok chui hầm tôi thằng màu đỏ này á tôi nói thiệt nha tập nào tập nấy cũng nên đi luyện súng đi bắn không bao giờ trúng á mày bon rồi ui còn dao vậy là cánh tay này có thể thôi miên mọi người chứ không phải là cái thực thể đó chỉ cần có cái cánh tay này chúng ta có thể điều khiển cả con bò biết bay ok nó đã bị thôi miên mỗi đứa cầm một cánh tay chắc mạnh lắm nhờ nô no. đứt cái lưỡi luôn nè con ham ăn hóc uống một gì u Hiếm khi mà tôi thấy một màn nào đó có ba đứa ba đứa trở lên sống sót cho mọi người. Nè à. Tiếp theo SCP 096 và SCP 173. Tôi nhớ là có cái con nào đó là mình không được di chuyển đúng không? Mình không không biết về vũ trụ SCP tại vì cái này nó cũng lâu và ngày xưa tôi cũng lười làm á, à, Lời lời tìm hiểu á. Thì các bạn à bình luận bên dưới coi coi là kỹ năng của con SCP nào. Là, là 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 như thế nào ừ có nghĩa là con SCP nào có kỹ năng gì các bạn bình luận bên dưới nha đây okay. để coi coi hai con này tụi nó đối phó như nào ồ cái này là đạo đậu như là minecraft luôn nè <laughs> giống như đập lúc Lock vậy mọi người đập bể một cái là nó có một món đồ hay nè con này hay nè wow lúc Lock có súng luôn ba 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 mày, rồi, rồi thôi xong. À, con này là nó, 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 nó Ê, là nó dí vậy à? Tôi biết con này rồi. Con này ghê đó mọi người. Chạy. Cho nó ăn quả lựu đạn. Vậy là con, nô no, nô no, no, cứu nó cứu nó. Con tiếp theo là chắc chắn ở bên phải. Ủa nó cao dữ vậy? Bắn nó đi. Mày bổ vô đầu luôn, ác chưa? Ủa sao con này yếu vậy? Chưa gì sắp hết máu rồi. Mày! Bắn nó! OK! Một con SCP dễ chết đến như vậy sao? Hồi lại đầy cây, chắc nó có giáp hồi sinh trong liên quân này. Ồ, nó bổ! Rồi. Rồi, à, có một con mắc cỡ hay là có một con không được động đậy? Hai tụi nó sẽ đánh nhau. Nhớ rồi Mày Ê Nhìn cái con màu trắng thì nhìn nó đáng sợ nha Nhìn nó kiểu thuộc dạng tấn công nha Nhưng cái con này kiểu th Thức mạnh của nó là kiểu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi luôn á Hay là chúng ta không được quay người khỏi nó ta Không được cử động À không được nhìn nó hả Ồ oh. Không được nhìn nó mọi người Ồ oh. Trời này hay này, hai con SCP đánh nhau. Tôi cảm giác là không nên quay lưng đúng không? Ô, lưng này thằng màu đỏ xuất hiện sớm luôn. Mày bắn ông, mày thích bắn ông. Ừ. Ok. Nhảy qua, nhảy qua. Một thằng bắn, một thằng say, chấp vá cuộc tình, người đạp, người đạp đổ, người say lại tình yêu. Okay. Trời chế lũ đạn xuống Rồi thôi xong mày rồi đỏ ơi là đỏ Xong mày rồi Ok Oh no Tại sao mày lại đi ngửi đích nó Oh Mày định chạy hả à? Trời con này mạnh dữ vậy Nó tóc biến dữ vậy Oh một cái gì đây sonic.se nữa trời ơi làm tôi nhớ tới ngày xưa mấy thằng đồng bọn của tôi làm mấy cái nội dung này ok để coi coi sonic.se nó có gì đây à... một cái căn phòng như phòng thí nghiệm vậy uh... ok hả có vụ tàn hình nữa hả hay sao ok ồ oh, căn phòng này hay vậy rồi làm sao để chạy Sonic đây Wow Ác dữ gì vậy? Ui Con này hơi tốc độ đấy Cô quả, cô quả bơm Cái căn phòng này làm khó nó quá Ok Nó có thể ra vào khỏi cái căn phòng này Oh no ô oh no, rồi bắt được hầm màu vàng rồi à. chết mày chết chắc rồi một bóp thôi đó con này con này không cần đánh nhiều cái luôn không cần đánh nhiều lần luôn con sonic này ác gì ui rồi đó bắt tụi tao đi rồi bây giờ là chơi trong mấy cái căn phòng này luôn hả rồi gì đây đồng xu của sonic ăn cái đồng xu của sonic có sức mạnh sonic sao cũng ghê À đây nè Sonic này mới là Sonic thiệt nè Cái gì mà SS Đấm nó Ủa có cái đinh Ui có cái đinh ba luôn Cứu nó Chụp lại Mày xiên nó Sonic ơi cố lên Sức mạnh của Sonic đâu Rồi ok Đi rồi đi rồi đi rồi Nhưng Mỗi tập đều sẽ có một thằng Cái gì đây Biến mất nữa hả từ từ khoan đã thằng mình cảm giác là thằng màu đỏ nó giống như là nó có một cái bảo bối á ở bất kỳ cái không gian nào ở bất kỳ kiểu cái địa hình nào nó cũng có thể chui hầm lên được á mọi người lạ lùng tàn hình sao Ủa? ê bắn đi mày bắn đi có gì đâu cậu bơm răng what cái quả bơm mê răng này hơi ảo nha ok Tiếp theo là Mommy Long Legs đúng không? Trong nhà máy của Huggy Wuggy Rồi No Bà mẹ này chân dài lắm Một con sâu Ui nhìn nhìn cái hàm găng của nó kìa Bắn nó đi Bắn nó đi Đúng rồi vậy là màn này có hai con chùm hoặc là hai con quái vật luôn mọi người con này với lại con mummy nữa rồi thôi xong hả hả cái này mới nha bắn từ luôn lo... bắn từ đít bắn ga, bắn từ mông bắn gà oh my god ui 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 áo à, vậy ok được đấy chùm phụ thôi đây chuẩn bị này rồi xong thằng màu xanh đi luôn mấy cái chậu cây này gì gì mà nhìn đáng sợ vậy mày hả à, mày vô đây à, khoai tây lóc xoáy nè con ba 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 mày đi bất kỳ quốc ghi màu đỏ bất kỳ quốc ghi màu vàng màu xanh lá có nghĩa kiểu cái vũ trụ này kiểu nó nhiều vậy màu vàng vậy là con màu xanh là con nhân vật chính mọi người À đây là cái hang động của Mummy Long Legs. Rồi Nhân vật chính ra nè Ui nó trâu Ok No Không được bắn nữa Bắn như vậy là hư Mẹ vậy là hư Ây da Ây da cọc vậy Ok Ủa có cái nấm nè Vừa có Vừa có yếu tố của Mario trong đây nữa Boom Đè mày bẹp lép luôn Ok Chùm đã xuất hiện Mẹ quá Gọi là gì ta Quá phụ đen Cạp U uh. Ok vào cái cán nhện nha con Hả Sao mà có cái có cái gì của con mũi nó vậy nó chọt vô hút máu Rồi à, thôi hết rồi Bao nhiêu chất dinh dưỡng À hút hết năng lượng thôi Còn coi coi cái gì đây Máy rùa Ok đeo cái máy rùa vô Găng bà Găng bà sắt như vậy luôn Găng bà bán như vậy luôn sao Nhảy lên Thả, thả tơ, đạp nó Rồi thôi xong Có màu vàng này cái này là super mạnh luôn nè à. Dứt Quay ừ. Một đống máu luôn Mày Sắp hết thời gian rồi Mơ mì lon lát này còn cái cuối Rồi Cái này kết liễu luôn hay. Nhưng buổi tiệc nào cũng phải có sự xuất hiện của anh chàng Anh chàng số nhỏ bởi vậy tôi nói bất kể địa hình nào nó cũng chui lên được anh em à rồi xong một thằng ok con này ha à. tôi tưởng là con này nó ăn um, cái gì ta con này nó ăn chay mọi người không nó vẫn ăn thịt nó ăn hết á ừ um. con này có khi nào là có cái con 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 khủng long này uh, chấm e ít e không Thế thì làm luôn đi Ok vậy thì video này đã dài rồi Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau Đừng quên nhấn vào nút like Nhấn vào nút đăng ký nha Bye bye Peace